Sau lưng chúng tôi đây là một hiện tượng phong thủy loan đầu khá thú vị. Thì như các bạn nhìn thấy ở phía sau có một dãy núi, nhưng mà xa xa hơn sau cái dãy núi đó nó lại có một ngọn núi khác nhô lên một tí xíu thôi. Thì hiện tượng này trong loan đầu chúng ta gọi là thám đầu sát. Thám đầu sát có nghĩa là khi mà nhìn xa xa có một cái ngọn núi nhỏ nhô lên, thì nếu như nhà chúng ta xây dựng mà lưng tọa vào cái nhà đó thì sẽ dẫn đến là có nhiều kẻ trộm dòm ngó, nó không được tốt.